bầu trời tỏa sáng những đêm đêm. Ngư ơi, bà sẽ hát ngư nghe, hát về một dòng sông nơi có những con đò chờ đầy bao ước mơ. Con sẽ hát lên những bài học đầu tiên, những giai điệu quê nhà, những lời ru của mẹ lúc con tuổi còn thơ. Bà sẽ hát lên những làn điệu quê hương, công cha như núi cao, nghĩa mẹ như suối nguồn, suốt một đời khắc ghi, không bao giờ con quên.
Sao
một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đang hát, con sông cha tôi đầm một tình yêu nước non quê nhà. Mát như
dịu tình người nàng tình quê. Thư pháp vợ mây lắng nghe huyền thoại. Chê lai xuân hồng như nắng, hà tím như mưa, thu vàng như lá khô, đông trắng như mây trời bay. Em mềm như gió, rời mát như dòng tuôn, chào thư pháp tôi trôi mãi trôi xô thành đôi. Hoa đào tươi thắm nở giữa gian sông, đất Việt bao gấm nhục, thư pháp chắc tuyệt hiền nhân. Hàn bình câu hát vòng bên sông trăng, con đò thương nhớ mong bên nước cây đà lạc xưa. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai xoan, mặt tôi chữ điều. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai xoan, mặt tôi chữ điều. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài, pháp hòa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét công nét thẳng, pháp hòa người xưa. Thank you.
xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tàu. Ông chàng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưới. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, có một bà hoàng hậu vốn là một mụ phù thủy độc ác. Vì ganh ghét các con riêng của chồng mình, cho nên bà ta đã quyết định biến 11 chàng hoàng tử trở thành bầy chim thiên nga. Và câu chuyện bắt đầu. 11 tên hoàng tử kia, giờ thì các ngươi hãy quay đi, quay đi và tự kiếm ăn như những con chim ủ lông đủ cánh. Hãy lao vào bầu trời rộng lớn để rồi sẽ gục chết vì gió mưa bão tố và cả những cơn săn bắn. Hãy cút khỏi nơi này. Sẵn sàng giúp đỡ những cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và biết yêu thương gia đình của mình. Con hay gọi ta là bà Tiên. Bà Tiên? Ừ. Bà Tiên ơi, các anh của con bị biến thành chim thiên nga hết rồi. Bây giờ con phải làm sao đây bà Tiên? À, ta biết rồi. À, này con, con có muốn cứu các anh của con không? Dạ muốn, dạ muốn. Nhưng nếu đó là một việc làm rất là nguy hiểm, con có dám làm không? Dạ dám. Dám làm hả? Dạ. Được rồi, con hãy nghe lời ta. Con hãy đi vào nghĩa địa, tìm gặp những cây tầm ma, sau đó dệt thành 11 chiếc áo, khoác lên mình bầy thiên nga. Lúc đó các anh của con sẽ biến trở lại thành người. Dạ. Nhưng con phải nhớ, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, con không được nói một lời nào. Tại sao vậy bà Tiên? Bởi vì nếu như con cất tiếng dù chỉ một lời, thì những lời nói đó sẽ như những mũi dao đâm mạnh vào tim các anh con.
sẽ mãi mãi không trở lại thành người. Con phải nhớ, nếu như con cất tiếng dù chỉ một lời, thì những lời nói đó sẽ như những mũi dao đâm mạnh vào tim các anh con. Lúc đó, các anh con sẽ mãi mãi không trở lại thành người. Được, vì các anh, con sẽ làm, con sẽ làm. Trời đất ơi, cứ cách một đêm là tôi thấy nó vào nghĩa địa để nó hái cây tầm ma. Trời ơi, chỉ có phù thủy mới làm như vậy thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hèn chi dân làng đồn đãi với nhau, nó là phù thủy nhưng nó không dám trả lời. Đúng quá mà, làm sao mà trả lời được. Thử mà nói sai coi, nó cãi con tọn cho coi. Mình phải tiêu diệt con phù thủy này. Đúng rồi, bắt ra đây. Bắt ra đây. Bắt ra đi, bắt ra đi. Đó chính là phù thủy. Bắt nó đi, bắt nó đi. Rồi nó sẽ mang tai họa đến cho mọi người. Hãy nhìn, nhìn đôi tay của nó. Đó chính là cây tâm ma trong nghĩa địa. Bắt nó đi, bắt nó đi. Bắt nó đi.
bắt nó. Bắt nó đi. Bắt nó đi, đừng cho má nó hay. Má nó hay làm sao bắt nó đây. Rồi. Bắt...